Vô nhóm rồi, vô chưa? Nhóm của cô Huyền nhóm nào? À, bây giờ Đức Thành kiểm điểm. Tạm được rồi, tạm rồi. Đẹp ở mức gần xuất sắc thôi. Ok, bây giờ làm lại phân chia nhé. Hai nhóm mình được có ý kiến gì về kiến nghị không? Có kiến nghị không? Không, có kiến nghị gì hết. Kiến nghị không? Tại sao tranh mình đẹp lại vô tí luôn? Bây giờ làm lại. Rồi, bây giờ là vòng cuối cùng nhé. Alo. Vòng này vòng cuối cùng. Là đội nào đội chiến thắng nhá. Rồi. 1 2 3 vỗ tay nhóm của nhóm số 4 nhá. Nhất đội đó thắng rồi, bắt đầu chiến đang trên đầu rồi. Nhóm số 2. Cao hơn nhóm 4. Rồi. Ok. Nhóm số 1, nhóm số 1. Rồi, ok, bây giờ nhóm này
được 4 điểm. Rồi, nhóm nào được 5 điểm đâu? Nhóm số 2 được 2 điểm. Nhóm số 2 được 2 điểm. Nhóm số 3 thì được 3 điểm. Nhóm số 4 thì được 3 điểm. Rồi mình căng hàng ngang đi. Đúng rồi.